khá bất ngờ khi một phương tiện truyền thông của Trung Quốc cho rằng U22 Việt Nam thua ở bán kết không phải vì toàn đội sa sút so với các kỳ SEA Games trước, mà bởi Indonesia tiến bộ quá nhanh. Thất bại của U22 Việt Nam trước Indonesia tại bán kết SEA Games 32 không chỉ thu hút sự quan tâm từ truyền thông trong nước mà còn gây tốn giấy mực với một số trang báo tại Trung Quốc. Bình luận về trận đấu này, trang Đông Chiu Đi cho rằng lý do quan trọng dẫn tới thất bại của U22 Việt Nam nằm ở vai trò trên băng ghế chỉ đạo của huấn luyện viên Chu Xie. Đồng thời U22 Việt Nam đã không còn duy trì được những bản sắc tạo nên sức mạnh dưới thời huấn luyện viên tiền nhiệm Park Hang-seo. Ở trận bán kết môn bóng đá nam tại SEA Games 32, U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Chu Xie đã bị Indonesia đánh bại vào phút cuối dù chơi hơn người. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi bóng đá Việt Nam trỗi dậy, họ bỏ lỡ chung kết của một giải đấu tại Đông Nam Á. Đối mặt với thất bại như vậy, huấn luyện viên Chu Xie tỏ ra khá bất lực. Ông cho rằng bàn thua là do thiếu may mắn. Hàng thủ thô bạo của cầu thủ Indonesia đã làm gián đoạn nhịp đấu của U22 Việt Nam. Tuy nhiên, thất bại có một phần nguyên nhân nằm ở vai trò chỉ đạo chiến thuật của huấn luyện viên Chu Xie. Trước lối đá quyết liệt của Indonesia, huấn luyện viên Chu Xie vẫn chưa có những điều chỉnh hiệu quả. Khả năng thích ứng tại chỗ như vậy quả thực còn chưa tốt. Khi bình luận về U22 Việt Nam, trang báo của Trung Quốc đã nhắc tới huấn luyện viên Park Hang-seo. Đồng thời, U22 Việt Nam hiện tại đánh mất bản sắc làm nên sức mạnh dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, đó là tính kỷ luật, phòng thủ chặt chẽ và phản công hiệu quả. May mắn là huấn luyện viên Park Hang-seo không còn dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam, nếu không các đội tuyển Trung Quốc sẽ còn gặp khó khăn rất lớn khi phải đối mặt với họ, Đông Chiu Đi bình luận. Khác với Đông Chiu Đi thì trang 163.com của Trung Quốc lại đưa ra bình luận với quan điểm bất ngờ hơn, cho rằng U22 Việt Nam thua không phải vì đội bóng sa sút mà vì U22 Indonesia đã tiến bộ quá nhanh. Trang 163 bình luận, không phải trình độ bóng đá Việt Nam sa sút mà bóng đá Indonesia phát triển rất nhanh. Dù bóng đá Indonesia chưa hoàn toàn vượt qua Việt Nam nhưng đó vẫn là một thế lực không thể xem thường. Bóng đá Việt Nam đã vượt Thái Lan trong những năm gần đây và trở thành đội bóng có thứ hạng cao nhất ở Đông Nam Á. Tuy nhiên bóng đá Việt Nam vẫn cần phải phát triển hơn nữa nếu muốn làm bá chủ Đông Nam Á. Lấy Indonesia làm ví dụ, bóng đá nước này đang bước vào giai đoạn tăng trưởng chóng mặt, trong khi bóng đá Việt Nam bước vào giai đoạn chững lại. Trước sự trưởng thành của nhiều đội bóng tại Đông Nam Á thì bóng đá Trung Quốc mới thật sự sa sút. Bây giờ, các đội tuyển của Trung Quốc sẽ phải chiến đấu hết mình nếu đụng độ Việt Nam, Thái Lan hay thậm chí cả Indonesia. Trang 163 cho rằng U22 Việt Nam thất bại không phải vì đội sa sút mà bởi U22 Indonesia đã tiến bộ quá nhanh. Trước đó, khá nhiều phương tiện truyền thông ở Thái Lan, Malaysia hay Indonesia cũng bình luận về trận bán kết của U22 Việt Nam. Đa phần các ý kiến bình luận đều cho rằng U22 Indonesia đã thi đấu tốt hơn so với U22 Việt Nam và họ vào chung kết là kết quả xứng đáng. U22 Indonesia 3-2 U22 Việt Nam, môn bóng đá nam SEA Games 32.